Đây nha mọi người ơi, thực sự luôn, chương trình của Hukan về hàng giá quá tốt. Mà chương trình đúng là sale siêu khuyến mãi để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Đúng là chương trình siêu hot mọi người ơi, siêu siêu hot luôn. Ngày hôm nay mới về hàng của công ty Hukan nha các bác. Đây, trời ơi, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Rồi là có một vài mã là chương trình giá cực tốt, mua 1 tặng 3 luôn mọi người ơi. Rồi, còn đây, cái mã này nữa. Trời ơi, cái mã này đúng là em hết sạch quà tặng. Em sẽ sạch hộp đựng để mọi người cho mọi người luôn. Ơi, con này thì có Hukan con 6400 này, có dụng cụ chắn này, có tay cầm, có tay mở lưỡi luôn. Con này nâng cấp lên vòng tua tốc độ mà còn có tính năng gọi là vỡ đá tự ngắt. Ngày hôm nay hết hộp đựng quà tặng rồi thì em gọi là em sale xả luôn, rẻ cho mọi người. Nhiều bác về sau bảo là không có hộp chẳng hạn đó, thì thôi đây, xin phép thanh lì luôn cho khách hàng em. Mã này 470.000 thay vì 530.000 đúng không? Ngày hôm nay hết quà rồi, còn cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng còn 8 con cho mọi người. Rồi. Tốc 1 cho em nè, tốc 2 nè, tốc thứ 3 nè. 3 cấp chỉnh tốc để khách hàng nhà em có thể tùy điều chỉnh luôn cho em. Con này Hukan 6400, tốc cao nhất của nó lên đến là 6.880 vòng. Mua một máy như thế này, ôi dồi ôi, em bao phí ship nha. Và giá khuyến mại cho mọi người, còn 8 con thôi, 470.000 cho em. 470, giảm hẳn 60.000 nha. Giảm hẳn 60.000 cho mọi người luôn. 470.000 một cái thân máy mài như này. Công ty gọi là có bảo hành cho mình 6 tháng. Con này còn có là 3 cấp chỉnh tốc độ, tua tốc cực kỳ nhanh và có thêm tính năng là vỡ đá tự ngắt. Đấy, ok luôn nha. Có 8 con thôi, các bạn có nhu cầu tham khảo luôn. Một con hàng công ty bảo hành lên tới là 6 tháng trên toàn quốc. Màu xám xi măng, mang đi làm công trình công trường thì thoải mái, không có lo bị bụi bẩn luôn giúp em. Rồi, tiếp tục đây ạ. Một em mã máy chuyên vít này. Đây, nhìn luôn giúp em. Ôi, mã máy chuyên vít mới về hàng nhá. Trời ơi, giá này thì thực sự ra là còn rẻ hơn những con giá hàng fake pha ke luôn. Đây, con này hàng công ty nhá, Hukan mới cập bến đúng ngày hôm qua. Mã này lên cho em. Ơi, nhìn hộ em nhá. Con này của nó là HM21C1CV X2Y. Wow, có màu xám xi măng cho mọi người và có màu nâu cà phê. Hai bản màu, nói chung là cũng khá là trầm màu nhá. Gọi là khá là sạch, màu khá là tối. Mọi người nhiều khi đi làm ấy, nhiều khi mà nó có bụi bẩn thì các bác không sợ lo, không có lo là nó bị bụi hoặc là không có lo là bị lộ mấy nhá. Con này nó là chân phổ thông nhá. Thì nếu khách hàng em ở nhà có những cái khối pin chân phổ thông thế này, tham khảo luôn cho em, gắn vô cho. Đó. Tốc số 1 cho em. 2 và 3. Wow wow wow. 3 cấp chỉnh tốc, mọi người có thể tùy điều chỉnh trên công tắc phí nguồn cho em. Quay tốc cao nhất khoảng tầm 2.800 vòng cho em mọi người nhá. Thân máy 320 nm. Đó, thích màu xám lấy xám, thích màu nâu cà phê lấy nâu cà phê. Ngày hôm nay một con hàng công ty, giá thì bao nhiêu tiền? Giá chỉ có 400.000 là em bao phí ship cho mọi người luôn. Bảo hành 6 tháng luôn. Đây, khoảng cách 200 bên là 4 phần là chuyển luôn cho em cái mã sản phẩm này. Chương trình đang rất tốt và con này số lượng thì nói chung có vài chục con để phục vụ khách hàng em thôi. Các bác cần con hàng công ty này, chất lượng mà giá lại còn được sale rẻ, chương trình tốt thì tham khảo luôn mã này cho em. Bao nhiêu tiền ạ? Giá này. Rồi đây, tiếp tục cho em các bác ơi, chương trình mua 1 tặng 1 đúng phải nói là siêu ưu đãi để phục vụ tất cả quý khách hàng em. Trời ơi, mua một con thân máy tặng kèm hộp đựng phải nói là to chà bá luôn mọi người. Một con thân thổi phản lực của Hukan. Con này hết hàng cực lâu rồi mọi người ạ. Ngày hôm nay mới về thêm phục vụ để quý khách hàng em này. Hukan này nha, logo sập nổi. Rồi, chân pin phổ thông nhé. Chân pin M21, chân pin Magata. Động cơ phản lực cho em các bác ạ. Wow, con này công ty họ có bảo hành cho mình là 2 năm trên toàn quốc. Ví dụ ở nhà mà mọi người có những cái khối pin thế này, chân phổ thông gắn vô cho em. Đó, thổi siêu khỏe luôn mọi người ơi. Trời ơi, con này thổi vô cân điện tử nha. Nó khoảng được khoảng tầm là 5,5 lạng mọi người nhá. Siêu nhỏ gọn nhưng mà rất là khỏe nhá. Brulex không chổi than. Bình thường các bác mua thân máy này, em chỉ bao ship thôi. Ngày hôm nay đang có chương trình của công ty, mua một thân thổi phản lực của Hukan mã F3. Đầy đủ của nó sẽ là G2 này, TPL F3 cho em. Đây, bảo hành 2 năm. Mua thân máy này, tặng kèm kỷ niệm luôn một hộp đựng. Ôi trời ơi, chị hộ em nha. Hộp đựng bằng nhựa cực kỳ to của Hukan luôn. Rồi, hàng logo Hukan, chị hộ em nha. Con này nhìn hộ em cái
cái chiều dài rộng nó, ôi ôi khá là to luôn. Các bác có thể xách ngang này, hoặc mọi người có thể là các bác xách dọc cho em như này. Ôi, đựng quá trời đồ phụ kiện mang làm, máy móc pin biết các kiểu mang làm cho em. Mua một thân máy tặng kèm hộp đựng. Và ngày hôm nay giá sale về cho mọi người có 850.000 là em bao phí ship, thay vì khoảng hơn 900.000. Sale về cho khách hàng em là 850, em bao phí ship, bao phí vận chuyển luôn mọi người nha. Chương trình đang rất là hời luôn. Ngoài ra, đây, con này nha, mua 2 tặng 3. Trời ơi, mua 2 mà tặng hẳn 3 luôn. Quá là chất lượng luôn. Một em mã máy đầu kẹp 10 ly mà 3 chức năng nhá, 10 ly 3 chức năng. Đầu của nó là đầu auto lock có khóa trục 20 cấp trượt 3 chức năng. Dù xa này là một con đầu vít rồi, gắn vô cho em sẽ là một con mã máy đầu khoan. Con này 2 cấp chỉnh, các bác có thể tùy gạt điều chỉnh trên thân giúp em nhá. Hukan con này là 1155Q, lực của nó sẽ là 55 N, tốc 1 là 450 này, tốc 2 là 1600 vòng cho em. Ngày hôm nay này, mua một thân phải con Hukan, một 155Q ok này. Và một cái combo pin. Đây, một combo pin của Hukan luôn. Combo pin này thì có hai khối pin 10 cell, hai khối pin 10 cell của Hukan này. Thì thứ nhất là chân phổ thông, thứ hai là mạch pin 4 MOSFET, vừa xài máy mài, máy cắt, máy khoan, máy tông được. Và con này còn có báo pin cho em nhá, có báo pin đầy đủ như thế này luôn cho em, vừa xài sạc kim cắm lỗ và vừa có thể là xài sạc bàn nha mọi người. Rồi tiếp tục là một cái sạc để mọi người sạc pin. Rồi, ngày hôm nay như thế nào ạ? Nhìn cho em một combo như thế này các bác nhá. Mua một thân máy ok, kèm với hai khối pin như này, rồi sạc. Rồi thân máy bao nhiêu tiền? Đầu tiên là tính lẻ từng cái sản phẩm cho em nhá. Thân máy này con này, thân máy con này là con của Hukan, con 1155Q. Giá của khách hàng em sẽ là 490.000. Em sale rẻ cũng phải tầm 450. Tiếp tục luôn cho em hai khối pin, một sạc và hộp đựng này. Combo pin Hukan 10 cell 3A sạc 5C, 800.000 một combo này. Em sale rẻ cũng phải tầm 780. Ngày hôm nay bao nhiêu? Combo như này, một máy, hai khối pin, một sạc. Tính ra là giá khoảng 1.290.000. Thì em sale về cho mọi người là 1.250.000. Nhưng các bác được tặng cái gì? Đầu tiên cho em sẽ tặng mọi người một cái bình giữ nhiệt. Trời ơi, một cái bình giữ nhiệt hàng của Hukan. Ok, tiếp tục lên. Tặng kèm cho mọi người là một cái thước cuộn. Thước cuộn của Hukan luôn nhá. Rồi, thước cuộn này có thể màu vàng hoặc có thể màu xám cho em luôn nhá. Và đây mới là cái sản phẩm gọi là quà tặng siêu khủng cho mọi người. Rồi, trời ơi, mua 2 mà được 3, lại còn tặng kèm cho khách hàng nhà em là một cái thùng đựng đồ nghề siêu to khổng lồ luôn. Đây, thùng này công ty đang bán là 470.000. Yêu em nhá. Thùng này là con G2 Box HN5. Chiều dài là 44 phân, chiều rộng là 36 phân và chiều cao là 22 phân cho em. Con này các bác đựng phải nói là quá trời đồ luôn. Đựng máy móc, đựng phụ kiện, đựng pin, nói chung các bác thích đựng gì bác mang là các bác đựng luôn cho em. Đây, mở ra cho em nhá. Con này là các anh mở ra rồi. Ôi nhiều em. Bên trong các anh thích đựng đồ gì các bác đựng luôn. Trời ơi giá thì rẻ. 1250, mua 2 mà được 3. Công ty bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc mọi người nha. Rồi tiếp tục lên cho em. Ủa ôi, một cái mã này thì thực sự ra với các bác là em đã bán rất nhiều rồi. Rồi, nếu mà các bác theo dõi quan tâm em thì mọi người biết cái mã này là cái mã sản phẩm em làm chương trình, chạy cái chương trình gọi là khai xuân khai lộc đầu năm. Con này là con X4IMP nhá, một mã máy siêu mở bu lông hàng của Hukan này. Đây mọi người có thể thấy luôn giúp em này, nguyên một bộ mã máy siêu mở bu lông hàng của Hukan, con X4IMP các bác nhá. Trời ơi mã này thì thực sự ra là em đã bán rất là nhiều trên thị trường luôn rồi. Một thân máy này, hai khối pin, pin của nó sẽ là pin 10 cell, dung lượng của nó là 3A xả 5C này. Rồi có báo pin chân phổ thông nha. Một máy hai pin một sạc thế này. Dòng này là con X4 lực là 330 N các bác nhá. Tốc 1 là 1260 này, tốc 2 là 2200 vòng, tốc 3 là 2500 vòng cho em. X4IMP lực 330 N, dòng đầu rỗng cho em, máy khỏe, pin ngon, hàng chất lượng. Thì con này sẽ phù hợp với các bác khách hàng em làm gì? Các bác nhà em đi bấn vít, bấn tôn, có thể mang siết ốc ok vừa phải cho em. Ngày hôm nay nhá, mua nguyên bộ này các bác sẽ được tặng kèm thêm. Thứ nhất cho em một đầu chuyển vít, thứ hai là một đầu chuyển khoan, đồ măng ranh 13 ly. Và thứ ba sẽ là nguyên một bộ khẩu vận ốc. Nguyên một bộ khẩu vận ốc 10 món, 10 chi tiết. Rồi, nhìn đầy đủ luôn cho em. Con này nhá, giá cho mọi người bao nhiêu tiền? Rồi, nguyên combo này,
Một giá sale khuyến mãi luôn, 1 triệu 120 ngàn. 1120 cho em mua một mà được 3 sản phẩm luôn. Đó, tặng chuyển. Cần một cái mã máy siêu mở bộ lông hàng công ty chất lượng mà giá lại được sale rẻ, khuyến mãi hấp dẫn thì tham khảo luôn cho em mã này nhá. X4 IMP có 1 triệu 120 ngàn thôi mọi người ạ. Bao phí ship tặng chuyển viết chuyển khoan và bộ khẩu 10 món luôn. Ngày hôm nay này, chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và chương trình giá siêu khuyến mãi phục vụ tất cả quý khách hàng luôn, đồng hành cùng bên em. Thì mọi người nếu mà các bác có nhu cầu mã nào này, có thể alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số là 0929826628 hoặc 0369826628. Thì cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Và em xin chào toàn thể tất cả các bác ạ.